Xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục bằng thế trận phòng pháo hoành xa đối trật xa với biến hóa C685. Thì trong những cái ví dụ trước thì chúng ta đã xem xét đến các khả năng phản kháng của đen với đòn C8 bình 3 hoặc pháo 5 bình 6 hoặc bồ 3 tấn 1. Tuy nhiên những cái phương án đáp trả đó của đen đều không mang lại những cái hiệu quả tốt và đã dễ dàng để khuếch trương cái nước tiên và giành được những cái thế trận rất là có lợi cho đỏ. Trong cái ví dụ này thì chúng ta sẽ xét đến một cái phương án khác được xem là phương án mạnh nhất mà đen có thể đi được để đối phó lại cái đòn C685 của đỏ, đó là phương án pháo 282. Mục đích của nước pháo 282 là mở đường để C1 có thể tấn 2 giữ mã khi mà bị xe đen xe xe đỏ bình bình 7 uy hiếp mã, thì đen có thể C1 tấn 2 giữ mã. Hơn nữa con pháo khi qua sông thì thể hiện một cái uy lực rất lớn, có thể bình sang lộ 3 hoặc là lộ 7 để công kích hai mã đỏ đang ở vị trí không có quân bảo vệ. Dễ dụ trong tình huống này đỏ đi xe 6 bên 7 để bắt mã, đen đơn giản C1 tấn 2. Trước cái thủ đoạn tiếp theo của đen là pháo 2 thoái 3, rồi sau đó pháo 2 bình 3 để bắt xe và tạo nên một cái lực tấn công mạnh ở lộ 7 của đỏ. Thì đỏ bắt buộc phải lên chốt để thông thoáng cho đường mã đang không có quân bảo vệ và đang sắp chịu cái sự tấn công từ phía pháo đen. Như kế hoạch thì đen pháo 2 thoái 3 là chuẩn bị bình 3 bắt xe. Thì đến đây đã có hai phương án để đối phó. Mã thứ nhất đó là C3 thoái 1. Và phương án thứ hai đó là mã 6 tấn 7. Mã 7 tấn 6. Xét phương án thứ nhất trước. C3 thoái 1. C3 thoái 1 nhằm mục đích là đổi xe, qua đó triệt tiêu được cái sức của con xe tuần hà. Và hơn nữa sau khi đổi thì chốt đó có thể băng qua sông và uy hiếp vào lộ 3 của đen. Tuy nhiên ở đây thì đen không chấp nhận đổi mà lên chốt, bởi vì nhận thấy đen không đổi bởi vì nhận thấy xe đỏ đang ở vị trí rất là bất lợi. Trên đường hàng ngang này thì đỏ hoàn toàn không có một cái vị trí nào để con xe có thể chạy thoát thân. Do đó khi mà đen phục thủ đoạn pháo 2 bình 3 thì sẽ bắt chết được pháo xe đỏ. Thì trước cái thủ đoạn pháo 2 bình 3 để bắt xe thì đỏ bắt buộc phải lên pháo, với mục đích là đen dùng pháo 2 bình 3 thì đỏ dùng pháo để khóa khóa pháo đen lại không cho bắt xe. Tuy nhiên đen có một đòn công kích rất là mạnh ở đây, đó là pháo 5 thoái 1. Mục đích của nước đi này là mở đường để bồ có thể tấn lên và qua đó sử dụng thêm một bồ để uy hiếp xe đang ở vị trí xe đỏ đang ở vị trí rất là dễ bị công kích. Trước âm mưu tấn bồ thì đỏ bắt buộc phải veo pháo để khóa mã lại và đó giúp cho xe đỏ có thể bình sang lộ 2 hoặc là bình sang lộ 8 hoặc là lộ 6 để thoát thân. Hơn nữa còn ngăn không cho pháo đen có thể pháo 2 bình 3 để bắt xe. Thì như kế hoạch thì đen lên bồ để bắt bắt xe, buộc xe đỏ chạy. Nhận thấy là xe đang nằm ở dưới cái quyền kiểm soát của mã cho nên đen vào pháo để bắt pháo đỏ. Pháo đỏ không thể di chuyển bởi vì pháo đỏ nếu pháo đỏ ăn pháo đen thì sẽ bị mất xe, đỏ sẽ bị mất xe mà ăn xe. Thì rõ ràng là trong cái tình huống này thì đỏ rất là khó đi. Đỏ chỉ có thể lên chốt để dùng chốt giữ pháo. Nếu phân tích thì chúng ta sẽ thấy là ở đây đen không thể dùng bộ ăn chốt được, bởi vì nếu lấy bộ ăn chốt thì đã sẽ lấy pháo ăn pháo và phục thủ đoạn dùng pháo
chiếu bấy trước cái nớp theo chiếu bấy thì đen phải bắt bẻ chống đỡ, và qua đó thì không có thời gian rảnh để lấy mạng ăn xa, nhờ đó mà đã lợi không được một pháo. Lấy bộ ăn lên thì không không có lời. Tuy nhiên đen có một nước đi khác đẩy đỏ vào tình huống rất là bất lợi, đó là nước lên chốt. Nước lên chốt là với mục đích là phục thủ đoạn tiếp theo là dùng pháo để ăn pháo đỏ. Ở đây thì dùng pháo ăn pháo đỏ thì chốt đỏ không thể ăn ăn pháo lại pháo đen, bởi vì khi đó thì đỏ sẽ bị mất xe, xe đen sẽ ăn xe đỏ. Ở đây thì pháo không thể di chuyển bởi vì xe đang nằm ở dưới ring của mã. Chốt không thể di chuyển bởi vì xe đen sẽ thịt xe đỏ. Rõ ràng là cái khối quân ở đây của đỏ là các cái mối liên hệ ở đây rất là bị tù túng ở đây, và trở thành một cái khối quân dễ bị công kích. Trước cái tình hình mà lực công kích của đen rất là mạnh thì đỏ bắt buộc phải thoái xe để giải tỏa được cái sức ép đó. Đến đây thì đen có thể đơn giản dùng xe ăn chốt, đỏ buộc phải ăn pháo. Đen đơn giản bay mã, và tuy mất pháo nhưng mà đen ngay lập tức có thể đoạt lại một quân. Ví dụ đã ăn chốt thì đen đơn giản ăn mã, đã ăn mã để ăn lại pháo. Thì có thể thấy là trong tình huống này thì đã hoàn toàn không có bất cứ một cái lợi thế nào ở trong tình huống này. Đen thì hai xe xuống sang để xuất trận, mã thì để bay qua sông, lên bờ sông và sẵn sàng nhảy sang để tấn công. Thì có thể thấy là trong cái thế trận này thì đen hoàn toàn đủ khả năng để chống đỡ, thậm chí là sẵn sàng để phản tiêu. Như vậy cái nước thoái xe rõ ràng không phải là một nước đi tốt. Ví dụ đỏ bay mã, đen sẽ vào pháo bắt xe, một xe đỏ chạy kế đến bay mã bắt xe. Ví dụ đỏ lên chốt thì đen đơn giản là phát triển mã. Tiếp theo thì đen có thể dùng mã để ăn mã và qua đó đánh được pháo đầu, hoặc là bay mã sang lộ 4 uy hiếp chú tướng bắt xe. Xe đen cũng có thể ăn qua chốt. Ở đây thì xe xe một cũng có thể hành sang lộ 3 để hỗ trợ tấn công. Thì trong tình huống này thì rõ ràng là đen có thế lực phản kháng rất là mạnh, là hoàn toàn có thể phản tiêu trong tình huống này. Như vậy tấn chốt rõ ràng là không phải là phương án hay. Đã bắt buộc phải di chuyển xe, xe tấn hai bắt pháo để nước đi tốt hơn. Đen đơn giản là vào xe để giữ pháo, qua đó tạo nên một cái lực tấn công mạnh ở lộ 7 của đỏ. Tiếp theo đen phục thủ đoạn dùng xe ăn chốt. Đã giải nguy thì đỏ có một nước đi rất là mạnh, đó là vào pháo. Nên là một nước đi rất mạnh. Nước đi này bắt buộc đen phải dùng xe ăn chốt, cứ đến đỏ lên bồ dành ra một cái bẫy. Đen không thể dùng xe ăn mã, bởi vì nếu đen dùng xe ăn mã thì đỏ đơn giản lấy pháo ăn bồ, đen phải chống sẩy cứ đến đỏ ăn pháo, đọc lại một pháo. Thì đến đây thì hai bên thì ngang cờ, nhưng mà đỏ có thế công rất mạnh ở biên với pháo và hai xe có thể tấn công ở biên. Và đen trong tình huống này thì đen rất là khó để có thể chống đỡ, do đó đen không thể lấy xe ăn mã. Trước cái sự công kích của ông bồ thì xe đen bắt buộc phải chạy, không thể đen phải chạy, chỉ sợ tiên là tấn một
thì đã đơn giản ăn pháo. Nếu đi ăn thói pháo bắt xe thì đã đơn giản thói pháo với là thôi giữ bộ có bộ giữ, thì đến đây thì đã hơn hơn không một quân pháo. Đi ăn một lời, nó đi ăn lên mã để bắt mã thì đã đơn giản thói mã với biết lại được mã. Đến đây thì tiếp theo là đã phục thủ đoạn dùng xe để xe 9 bên 7 đổi xe. Sau khi đổi xe đen thì đã có thể dùng pháo pháo 7 thói 1 để quấy rối. Trong cuộc diện này thì đen hoàn toàn bị bất lợi. Tuy nhiên trước khi nước đi của bồ bồ công kích thì đen có một nước đi rất hay mà chúng ta có thể học hỏi ở đây. Đó là nước C3 thói 3. Đây là một nước đi rất hay mà chúng ta cần học hỏi. Mục đích của nước đi này đó là dùng xe thoái lại để khi mà pháo đỏ ăn pháo đen thì xe sẽ biết cái đường về của pháo. Ở đây thì pháo đỏ phải ăn và qua đó thì đen có thể thoái một bắt xe và đọc lại một pháo. Lúc trước thì chúng ta tắm thì pháo đỏ có thể thoái về và nhờ bồ giữ. Tuy nhiên bây giờ thì với việc đen dùng xe để thoái thì pháo đỏ thì không có không không thể có đường để rút chạy. Và qua đó thì với pháo bắt xe thì xe đỏ phải chạy và đỏ phải móc lại một pháo. Xe chạy đỏ chạy vào đây là hợp lý để khóa xe và mẹ đen lại. Ở đây thì đỏ đọt lại một pháo. Ví dụ đỏ vào xe để đổi xe, đen có thể vui kỹ đổi. Cái đến đen vào xe, thì là một cách để giải phóng được con mã. Dùng dùng chốt giữ xe để giải phóng con mã. Ở đây thì đen có thể chèn xe bay mã qua sông để uy hiếp. Hơn nữa xe ở đây thì còn có thể uy hiếp vào chốt và mã màu đỏ. Thì chúng ta sẽ thấy là trong cái hình trạng này thì đỏ hoàn toàn không được lợi trong tình huống này và đen hoàn toàn đủ sức để phản kháng. Như vậy rõ ràng là nước dùng xe ăn chốt ở đây không mang lại hiệu quả tốt cho đỏ, bởi vì đen có thể lấy xe 1 tấn 2 sau đó thoái pháo và dùng mã làm ngòi để lấy pháo bắn phá vào lộ 3 của đen của đỏ. Và trong tình huống này thì đỏ đen có sức phản kháng rất mạnh và hoàn toàn có thể phản tiêu. Thay thế cho nước dùng xe ăn chốt thì đỏ có thể bình tĩnh lên chốt để ngăn không cho pháo đen có thể vào bắt mã quấy rối trận hình. Đen đơn giản là dùng pháo bình bình sang lộ 7 để quấy rối. Đen phải lên mã, ở đây hợp lý để ngăn không cho xe đen có thể xuất trận. Tuy nhiên việc dùng mã đen bay mã đỏ bay lên thì cũng kéo theo một cái hệ quả, đó là cái chốt giữa bị mất một cái quân dữ và qua đó cái phòng thủ trung lộ của đỏ bị suy yếu và đen hoàn toàn có thể dùng pháo ăn qua mặt ăn mã đỏ. Sau khi đổi thì đen có thể đánh được pháo đầu và tạo được cái thế công ở trung lộ. Tuy nhiên trước khi mà đen dùng pháo ăn mã thì đen có một nước đi ở giữa, đó là lên chốt trước, buộc đỏ phải ăn chốt, cái đến mới dùng pháo ăn mã, pháo đỏ phải ăn qua, cái đến thì đen ăn chốt. Thì đây thì đen có thể dùng xe 1 bình 2 để bắt mã và cũng phục luôn thủ đoạn là dùng pháo 5 tấn ăn ăn chốt. Thì rõ ràng là trong cái tình huống này thì nước tiên của đỏ đã bị mất và đen hoàn toàn có thể chống đối được trong cái tình huống này và hai bên còn phải sa đỏ tất lực ở trong cuộc về tàn cuộc. Thì qua cái phân tích vừa nêu thì chúng ta có thể thấy là cái nước pháo 2 tấn 2 là một nước đi rất mạnh và hoàn toàn có thể chống đối lại được cái nước xe 6 tấn 5 của đỏ trong mọi tình huống, và hai bên cần phải sa đỏ tất lực ở trong cuộc và tàn cuộc. Đỏ hoàn toàn không được lợi trong cái giai đoạn khai cuộc với đối với nước xe 6 tấn 5 nếu mà đem dùng đòn pháo 2 tấn 2. Đó chính là cái nội dung của bài học hôm nay.